Cô ừ, xin thân ái chào gặp lại quý vị khán thân giả của hệ thống truyền thông Kali Today và thưa quý vị sau đây là phần tin tức chính trị trong bản tin chào buổi tối thứ năm ngày 13 tháng 2. Quý vị nào theo dõi tin tức chính trị có lẽ là quý vị trong những ngày vừa qua biết được là Bộ Tư pháp mới đây đã can thiệp vào cái mức án đề nghị dành cho Roger Stone mà trong chương trình à, Chào buổi tối thứ ba, Hương nha đã mời luật sư Nguyễn Hoàng Duyên lên hương lên phân tích về khía cạnh pháp lý cho quý vị. Thưa quý vị, và hiện nay thì ông Tổng trưởng Tư pháp ông William Ba đang rơi vào một cái cơn bão chỉ trích. Ông bị chỉ trích rất là nhiều kể từ sau khi Bộ Tư pháp nhảy vào can thiệp và gửi hồ sơ lên tòa thông báo là họ đề nghị một cái mức án nhẹ hơn so với mức án từ 7 đến 9 năm tù mà cái nhóm bốn công tố viên những người đã theo đuổi cái vụ Roger là cộng sự thân tín của tổng thống Donald Trump. Bởi vì họ cho rằng cái mức án 7 đến 9 năm tù nằm trong cái khung hình phạt và xứng đáng mức án dành cho Roger đối với năm cái tội danh khai mang trước quốc hội. Một tội danh sách nhiễu nhân chứng và một tội danh cản trở công lý. Thưa quý vị, và ngay lập tức bốn công tố viên này đã thay nhau để đơn xin rút lui khỏi cái hồ sơ này và trong đó có một công tố viên xin từ chức khỏi Bộ Tư pháp luôn. Và truyền thông cho biết trong thời gian sắp tới sẽ có thêm nhiều luật sư ở bộ tư pháp cũng sẽ từ chức. Và chính vì vậy, trong những ngày vừa qua, dân chủ đã kêu gọi William 3 từ chức. Và chủ tịch Ủy ban Tư pháp Hạ viện, ông Jerome Adler vào ngày hôm qua đã gửi thư yêu cầu ông William 3 ra điều trần trước Ủy ban Tư pháp Hạ viện và cái ngày được ấn định là ngày 31 tháng 3. Nhưng mà quý vị biết là nếu như ông William 3 ra điều trần cho đến lúc này đây thì William 3 đã vào ngày hôm qua ông đã gửi thư, ông đồng ý chấp nhận cái lời mời ra điều trần vào ngày 31 tháng 3. Nhưng mà chắc chắn dân chủ họ không chỉ có tập trung vào cái bản án, mức án đề nghị dành cho Roger Stone. Mà họ còn nhiều vấn đề khác để hỏi ông William 3 nữa. Mà quý vị biết là với cái lời chấp nhận ra điều trần trước Ủy ban Tư pháp Hạ viện như vậy thì ông William Barr đã chấm dứt cái sự căng thẳng đối đầu căng thẳng giữa Bộ Tư pháp với Ủy ban Tư pháp Hạ viện kéo dài suốt một năm vừa qua. Chúng ta nhớ là vào năm ngoái cũng là Ủy ban Tư pháp Hạ viện của ông Jerome đã gửi chát đòi sang cho Bộ Tư pháp yêu cầu gửi tài liệu nhưng mà sau đó thì họ lại escalate lên họ Thưa quý vị họ leo thang những cái yêu cầu của mình Chính vì vậy mà Bộ Tư pháp ông William Barr đã phản đối Và từ đó bất hợp tác với Ủy ban Tư pháp của ông Jerome Nettler Và chắc chắn dân chủ họ còn tập trung vào vấn đề nào nữa Thứ nhất là họ tập trung vào cái việc Bộ Tư pháp Ông William Barr đã can thiệp vào cái mức án đề nghị này cái thứ hai nữa là Tổng thống Donald Trump trong các cuộc điện đàm với Tổng thống Ukraine là ông Zelensky thì ông Trump đã đề cập đến Tổng trưởng Tư pháp của mình, đã nhắc đến danh Tư pháp của mình là ông William Barr chắc chắn Dân Chủ sẽ không có bỏ qua Rồi cái thủ tục mà rút lại viện trợ quân sự cho Ukraine Bộ Tư pháp đã tham gia như thế nào? Họ đã biết trước ra sao? Một điểm nữa trong cuốn sách mà sắp được xuất bản của John Bolton Nếu mà không có gì xảy ra thì theo dự tính là sẽ được xuất bản vào ngày 17 tháng 3 Trong cuốn sách đó thì John Bolton cho rằng đích thân ông ta đã đến gặp Quy Lâm Ba Bày tỏ cái quan ngại về hành vi của Tổng thống Donald Trump Ông cho rằng là ông Donald Trump đang làm favor cho một số đối thủ của Mỹ và Ba sau đó đã lên truyền thông và bác bỏ cái thông tin này nhưng mà chắc chắn thì dân chủ không sẽ không có bỏ qua thưa quý vị quay trở lại vào ngày hôm qua thì tổng thống Donald Trump tối thứ ba thì ông lên Twitter gọi là một cái cơn thịnh nộ ở trên Twitter ông mắng ai thưa quý vị ông mắng những cái công tố viên này ông mắng bốn công tố viên này đã đưa ra những cái mức cái mức án đề nghị đã đề nghị cái mức án là quá đáng và ông cho rằng là bất công. Và ông cho rằng đây là một cái bản án xét xử sai, một cái bản án xét xử oan. Ông tấn công ai nữa? Ông tấn công vụ vị thẩm phán xét xử tức là cầm trịch. Xét xử cái vụ của Roger Stone đó là bà Amy Jackson. Bà Amy Jackson là thẩm phán đã được ông Obama bổ nhiệm mà chúng ta nhớ quý vị nào mà theo dõi cái vụ Roger Stone thì quý vị thấy là Roger Stone ông tự cho mình là cái người mà có thích chơi chiêu trò thích chơi chiêu trò chính trị và ông bất chấp khi mà bà Amy Jackson trước đó với những cái hành vi của Roger Stone thì bà đã đưa ra cái gag order cái gag order này là cấm bịt miệng tức là không có được bàn luận về bất cứ thông tin gì mà liên quan đến cái vụ án này, đến cái hồ sơ này. Trong một khu vực nhất định, ban đầu là như vậy, sau đó thì bà mở rộng cái gác order, tức là không được bàn luận bất cứ lúc nào, bất cứ tại đâu, bởi vì Roger Stone vào lúc đó dự tính là sẽ tung ra một cuốn sách và ông thậm chí như Hương Đăng Giang đã chia sẻ trước đây là ông thậm chí lên trên mạng xã hội đăng một bức hình của bà Jackson cùng với một cái hình khẩu súng chỉ đầu bà. Quý vị thấy, người thẩm phán này, bà nghiêm khắc nhưng mà bên ngoài cho rằng nghiêm khắc vẫn chưa đủ. Bà cảnh cáo với các luật sư là nếu như mà thân chủ của họ tiếp tục có những hành động như vậy thì bà sẽ tống vào tù. Và bây giờ ông Donald Trump lôi bà Jackson ra để tấn công đã kích. Gọi bà là thẩm phán của Obama và gọi bà là người đã đóng vai trò đối với cái bản án dành cho Paul Manafort đối với cái việc mà Paul Manafort, Paul Manafort, bị giam cầm bị biệt giam trên thực tế thưa quý vị cư dân mạng thì họ nhanh lắm bất cứ một tuyên bố nào bất cứ một cái thông tin nào đưa ra từ các yếu nhân thì họ phát chắc tức là họ kiểm tra sự thật thực ra bà Amy Jackson không phải là người tuyên tất cả hai bản án dành cho Paul Ford. Như Hương Nhân chia sẻ trước đây cái bản án đầu tiên 49 tháng tù. Là cái bản án mà do thẩm phán Alice đưa ra mà ông đưa ra với một cái mức án à với cái án là thấp hơn rất là nhiều so với cái khung hình phạt. Bà Amy Jackson thì bà đưa ra cái tuyên bà tuyên án bản án thứ hai tức là một cái vụ khác bản án là 7 năm rưỡi tù và bà quyết định đây là án song hành và bà không có liên quan gì tới cái việc mà Paul Manafort bị biệt giam cả quý vị biết tổng thống Donald Trump là người có lịch sử luôn chỉ trích những việc quan tòa, vị thẩm phán nào mà họ đưa ra những cái phán quyết mà bất lợi cho ông Chính vì vậy vào năm 2018 Ông chánh thẩm John Robert, chánh thẩm tối cao pháp viện đã gửi ra một cái lời khiển trách rất là hiếm hoi dành cho tổng thống donald trump mỗi lần như vậy thì ông donald trump gọi những vị thẩm phán mà ra phán quyết bất lợi cho ông là những vị thẩm phán obama và chính vì vậy đã dẫn tới cái lời khiển trách của chánh thẩm john roberts và ngày hôm nay ông tổng trưởng william barr đã có một cái buổi phỏng vấn độc quyền trên abc news mà cái buổi phỏng vấn này bây giờ đang được mổ xẻ rất là nhiều Mặc dù Quy Lâm ba thông bà tuyên bố là Tổng thống không có liên lạc, không có làm bất cứ cái gì mà liên quan đến một cái vụ án hình sự Nhưng mà ông cũng đưa ra cái ý kiến là Tổng thống nên chấm dứt Cái việc lên mạng Twitter đưa ra những cái ý kiến về Bộ Tư pháp bởi vì làm như vậy thì sẽ gây khó khăn cho ông trong cái việc không thể thực hiện được cái công tác của mình tại Bộ Tư pháp. Đây được xem là lời chỉ trích rất là nặng nề và đặc biệt từ William Ba bởi vì quý vị biết là William Ba bên ngoài lâu nay trước khi mà ông nhậm chức tổng trưởng tư pháp thì ông được giới luật pháp rất là tôn trọng bởi vì ông từng làm tổng trưởng tư pháp trước đây nhưng mà kể từ sau khi mà ông nhậm chức và ông có những cái hành động bênh vực Tổng thống Donald Trump hết mực hết mình, chẳng hạn như là cái bản tóm tắt kết luận điều tra của ông Robert Mueller đã được William ba cùng với cấp dưới của mình đã viết lại hoàn toàn sai thiện ý, khác với ý, khác với cái kết luận của ông William Barr mà có lợi cho tổng thống Donald. Hương xin lỗi, khác với kết luận của Robert Mueller mà có lợi cho tổng thống Donald Trump. Ông là người hiện nay đang mở một cái số các cuộc điều tra đối với những cái viên chức FBI cũng như là viên chức CIA dưới thời ông Obama. Và hiện nay ông đang lãnh đạo một cái cuộc điều tra để tìm ra xem thử kết luận xem thử là cái cuộc điều tra Nga can thiệp vào bầu cử Mỹ của ông Robert Mueller ngay từ đầu có hợp pháp hay không. Và ông là người đưa ra cái tuyên bố là ông tin có cái hoạt động gián điệp trong ba vận động tranh cử của ông Donald Trump. Chính vì vậy William Barr đã tạo dựng hình ảnh một tổng trưởng tư pháp đóng vai trò là luật sư tư cho tổng thống thì đúng hơn là một bộ trưởng bộ tư pháp của một quốc gia nơi mà ngành tư pháp nơi cơ quan thực thi công lực hàng đầu trên nguyên tắc là không bị ảnh hưởng bởi những cái thế lực chính trị và trong cái bài phát biểu ngày hôm nay thì William Ba cho biết là ông biết rằng với cái tuyên bố của mình thì chắc chắn ông sẽ lãnh cái hậu quả từ Tổng thống Donald Trump bởi vì ông biết rõ ràng Tổng thống là người điều hành Bộ Tư pháp và ông đưa ra những cái quyết định mà ông cho rằng là đúng đắn và một lần nữa ông William Ba bảo rằng là ông Trump không có bảo ông không có yêu cầu ông bất cứ điều gì đối với làm bất cứ điều gì đối với cái vụ hình sự và ông bảo rằng vào ngày thứ vào ngày thứ ba khi mà truyền thông cho biết khi đọc qua tin tức thì ông mới biết được cái bản án, mức án đề nghị là từ 7 đến 9 năm tù. Và ông cho rằng cái mức án đề nghị này quá nặng. Chính vì vậy, ông đã họp với nhân viên của mình và yêu cầu nhân viên của mình là gửi hiệu đến lên tòa đề nghị cái mức án nhẹ hơn. Vài tiếng đồng hồ sau thì Tổng thống Donald Trump đã tống ra một loạt tweet. Trong đó, ông cho rằng là cái mức án đề nghị là quá đáng, bất công và bắt đầu chỉ trích thưa quý vị và mấy tiếng đồng hồ sau thì bộ tư pháp họ đã thay đổi thái độ và họ đã đệ đơn lên tòa đề nghị mức án nhẹ hơn cũng liên quan với bản án này vào ngày hôm thứ hai thì các luật sư của ông Roger Stone đã đệ đơn lên tòa yêu cầu bà Amy Jackson cho xét xử lại nhưng mà bà Amy Jackson đã gửi ra một cái thông báo bà cho biết là với cái yêu cầu của họ thì cái yêu cầu của họ không có căn cứ, không có đủ căn cứ để chỉ ra là phiên xét phiên vụ này cần phải có một phiên xét xử mới và cũng không có đủ căn cứ để chỉ ra đây là một cái vụ xét xử sai. Thưa quý vị, uy tín của William 3 thì rõ ràng đã ảnh hưởng rất là nhiều rồi kể từ khi ông nhậm chức đến nay. Nhưng mà với cái tuyên bố ngày hôm nay thì chúng ta rõ ràng thấy là ông William ba đã đứng về phía các nhà lập pháp Cộng Hòa tại Điện Capitol. Bởi vì Hương Giang đã chia sẻ với quý vị trước đây là bà Lisa Murkowski, bà Susan Collins là được coi là thượng nghị sĩ mà bị bẻ mặt nhất khi mà bỏ phiếu tha bổng cho ông Donald Trump, thì bà Susan Collins, chúng ta nhớ bà sẽ ra tái tranh cử trong mùa bầu cử năm nay. Bà đã bảo rằng cái lá phiếu của bà tha bổng cho ông Donald Trump bởi vì bà tin rằng tổng thống đã học được một bài học từ luận tội. Nhưng mà sau đó thì bà thừa nhận rằng bởi vì ở trên mạng bắt đầu có một loạt thú vị rất là nhiều người đã cười nhạo về chuyện này và sau đó bà thừa nhận là bà đã dùng chữ không có chính xác lắm thay vì dùng hy vọng chứ không phải là tin vào ngày hôm qua thưa quý vị tổng thống donald trump đã được nhận được câu hỏi là ông đã học được bài học gì từ cái luận tội này thì ông donald trump không có chần chờ gì cả ông bảo rằng tôi học được bài học là dân chủ lương lẹo họ làm những cái việc lương lẹo rồi ông quay sang chỉ trích truyền thông cụ thể Tại vì câu hỏi này là câu hỏi từ ký giả của NBC News Và ông quay qua chỉ trích NBC News Và bà Susan Collins đã bị chặn lại hỏi về vấn đề này Và bà né tránh cái câu trả lời Bà chỉ nhắc lại một lần nữa Lý do mà bà đưa ra cái lá phiếu tha bổng cho ông Donald Trump bởi vì những cái mặc dù những hành động ông Donald Trump làm là không có đúng là sai nhưng mà nó chưa đến mức độ nghiêm trọng như là hiến pháp chỉ ra là cần phải bị trút phế ngay lập tức. Bây giờ quay trở lại Điều này chứng tỏ ông William Ba đã đứng về phía các vị thượng, một số vị thượng nghị sĩ Cộng hòa trong đó có cả ông Lindsey Graham, một đồng minh hết sức là thân cận với Tổng thống Donald Trump. Ông cũng bảo rằng là Tổng thống Donald Trump không có nên đưa ra những cái ý kiến mà về những cái vụ án đang chờ giải quyết tức là chưa có xong. William Ba đã đứng về phía những vị thượng nghị sĩ Cộng hòa này. Ông bảo rằng là Tổng thống nên im lặng thì tốt hơn và hãy để cho bộ tư pháp làm việc. Vào ngày hôm qua thì tổng thống Donald Trump đã hết lời ca ngợi William 3. Bảo William 3 đã take charge, tức là đảm đương cái công công tác của mình, rất là đã nhảy vào đảm đương cái công tác của mình, trách nhiệm của mình. Nhưng mà người cuối cùng mà đưa ra cái bản án cuối cùng vẫn là bà Amy Jackson. Và chúng ta chờ đúng một tuần nữa vào thứ năm tuần sau thì chúng ta sẽ có cái bản án Chúng ta sẽ biết bà Amy Jackson sẽ trao cho Roger Stone cái bản án như thế nào Nhưng mà vào ngày hôm qua thì các đồng minh và bạn bè thân thiết của ông Roger Stone Đã đang vận động hành lang để tổng thống ân xá cho người đàn ông này Nhưng mà ông Donald Trump trong cái bài phát trong cái phỏng vấn ngày hôm qua thì ông tỏ ra hết sức là mập, à, mập mờ có thể chúng ta cũng phải chờ xem xem thử như thế nào nhưng mà tối ngày hôm qua thì à, tướng hồi hưu john kelly cựu đồng lý của tòa bạch ốc đã có một bài phát biểu tại một trường đại học và cái bài phát biểu này với cái phần hỏi đáp kéo dài 75 phút trong 75 phút ông đã đề cập đến rất là nhiều vấn đề từ bắc Hàn cho đến di dân cho đến Ukraine, cho đến những cái kỷ luật quân đội rất là nhiều vấn đề. Nhưng mà Ông John Kelly đã đứng lên tiếng Bên vực Alexander Vinman, trung tá lục quân người đã ra làm nhân chứng trong cái cuộc điều tra luận tội tổng thống Donald Trump và đã bị sỉ nhục bằng việc là tòa bạch ốc ngay sau khi mà tổng thống chưa đầy 48 tiếng đồng hồ tổng thống được tha bẩm thì tòa bạch ốc đã sa thải ông Vinman ra khỏi hội đồng an ninh quốc gia của họ. Cái việc sa thải không có gì đáng nói Tại vì tất nhiên rồi bởi vì thực ra ông viên Minh cũng biết là ông không thể nào ở lại làm việc được Nhưng mà cái hành động người ta bảo sĩ nhục đó là cho nhân viên an ninh hộ tống viên Minh ra khỏi tòa Bạch Ốc Bên cạnh đó còn có Gordon Solon cũng bị bãi nhiệm Và người anh em song sinh của Vin Minh đó là Eugene viên Minh Thưa quý vị, cũng bị sa thải khỏi hội đồng an ninh quốc gia Quay trở lại, ông Kelly bảo rằng Ông binh vực, ông viên Minh Bảo rằng đó là những gì Mà chúng tôi huấn luyện họ Bởi vì chúng ta nhớ viên Minh là một Nhà binh Và theo lời ông, uh, ông Kelly Là họ được huấn luyện Là không có nhận Một cái mệnh lệnh bất hợp pháp Một cái mệnh lệnh sai trái Illegal order Và nếu như một nhận Một cái mệnh lệnh mà họ tin Rằng đó là illegal order thì phải giải thích cho bất cứ người nào mà đưa ra cái mệnh lệnh này là mệnh lệnh đây là một mệnh lệnh không có hợp pháp và sau đó báo cáo lên cấp trên và viên minh đã làm đúng theo những gì mà anh ta được huấn luyện thưa quý vị kelly gọi đây là một cái mệnh lệnh bất hợp pháp và điều đó đã làm Tổng thống Donald Trump nổi giận và ngày hôm nay ông lên mạng Twitter ông bảo rằng John Kelly không có thể ngậm cái miệng ông ta lại và ông bảo rằng khi mà John Kelly đến thì chống kèn rình rang nhưng mà khi ông ta đi thì lặng lẽ thuốc thiết ông ta đã bỏ bê những cái hành động và ông ta không có xứng đáng làm động lý Và Tổng thống Donald Trump còn kể rằng là có một lần phu nhân của ông Kelly đã kéo ông Trump ra một bên Bảo rằng là phu quân của tôi đó, ông chồng của tôi là hết sức là tôn trọng ông Và ngay cả bây giờ chúng tôi không còn ở đây nữa nhưng mà ông vẫn luôn nói tốt về ông Điều này hoàn toàn sai nhưng mà tối ngày hôm qua thì ông Kelly không chỉ có nói về đứng ra bên vực vinh minh mà ông còn nói về nhiều vấn đề khác nữa chẳng hạn như là những người nhập cư ông bảo là không hầu hết đa số những người nhập cư là những người tốt và không phải tất cả những người nhập cư đều là những kẻ hiếp dâm và thưa quý vị bây giờ chúng ta chờ xem xem thử là phản ứng của ông donald trump với cái lời chỉ trích gián tiếp từ tổng trưởng tư pháp William Ba như thế nào liệu ông William Ba có lãnh hậu quả hay không nhưng mà bây giờ ông Donald Trump còn bị xăm soi thêm một bị dân chủ xăm soi thêm một cái vấn đề nữa đó là vào ngày hôm nay ông Donald Trump có cuộc gặp gỡ với thống đốc của tiểu bang New York là ông Cuomo nhưng mà trước khi ông Cuomo đến gặp vài tiếng đồng hồ trước đó thì ông Donald Trump đã lên trên mạng Twitter đăng rằng ông gần như có ý là link những cái chính sách về an ninh liên quan đến an ninh quốc gia đối với cái điều kiện chính sách dành cho new york cụ thể ở đây ông bảo rằng Cuomo phải hiểu là an ninh quốc gia Cuomo phải hiểu về an ninh quốc gia và New York phải dẹp bỏ những cái vụ kiện, những cái quấy rối không cần thiết, clean up itself và hạ thuế. Và ngay lập tức cái tweet này đã bị chỉ trích tơi bời nhất là dân chủ. Quý, quý vị biết là trước đó đó dân chủ trong cái báo cáo tại phiên xét xử luận tội thì hạ viện dân chủ cái nhóm công tố viên của dân chủ họ đã bảo rằng nếu như mà tha bổng cho ông Donald Trump thì có khả năng tổng thống sau này sẽ dùng những cái ngân khoản của liên bang, chẳng hạn như là ngân khoản mà về chống thiên tai, ngân khoản về hạ tầng cơ sở hay là những ngân khoản về y tế để gây sức ép cho các tiểu bang. và thưa quý vị, ba Tổng biện lý của tiểu bang New York đã lên mạng đáp trả ông bảo bà bảo rằng chừng nào mà ông chấm dứt được cái việc vi phạm những cái quy định những cái luật lệ thì chúng tôi sẽ rút lui. Mà chúng ta nhớ trước đó là tổng biện lý của New York đã đưa ra nhiều vụ và trong đó có một cái vụ và cuối cùng đạt được dàn xếp đối với tổ chức thiện nguyện của ông Donald Trump 2 triệu Mỹ kim bởi vì tổ chức thiện nguyện này đã sử dụng sai mục đích ngân quỹ của mình. Và bà James đã cho rằng là bà là người bà nhắc nhở ông Donald Trump là bà là người đưa ra những vụ kiện đó chứ không phải là thống đốc Cuomo. Và lập tức các nhà lập pháp dân chủ họ cho rằng cái mẫu tweet của ông Donald Trump đối với New York thì cũng không có khác gì cái cuộc điện đàm của ông đối với Zelensky. Đây đều là biểu hiện mà đặt điều kiện có qua có lại mà tại sao ông đưa nó trong nói về vấn đề an ninh quốc gia, nhân chia sẻ với quý vị trước đó là chính phủ tuần trước chính phủ đã đưa ra cái quyết định là tạm ngưng không có cấp global entry cùng với một số chương trình mà dành cho khách du lịch khác tức là đối với người dân New York những cái chương trình này người dân New York có thể nộp đơn vào thì có thể khi mà đi qua những cái phi trường thì không có cần qua kiểm tra an ninh thì được kiểm tra an ninh nhanh không còn phải chờ đợi và cái thủ tục nhập cảnh nó cũng rất là nhanh Thưa quý vị, chính sự Hoa Kỳ rất là nhiều. Một điểm nhỏ nữa thôi, Bernie Sanders của Dân chủ hiện nay đang dẫn đầu trên thăm dò thăm dò mới nhất của Morning Call, mới được thực hiện ngay sau cái kết quả bầu cử sơ bộ tại New Hampshire. Thì bây giờ Bernie Sanders đang dẫn đầu cái anh sách là 129%, người đứng thứ hai là ông Joe Biden thì bị hạ xuống đến hạ xuống còn 19%. Nhân vật thứ ba là Bloomberg, tỷ phú Bloomberg. Nhân vật thứ tư đứng hàng thứ tư là Pete Buttigieg và thứ năm thì bà Elizabeth Warren, thứ sáu bà Globucha. Và bây giờ dân chủ đang nhắm tới cái kỳ bầu cử sơ bộ ở tiểu bang Nevada và South Carolina trước khi mà bước sang Super Tuesday vào tháng 3. Thưa quý vị và Huy Nhân tạm ngưng phần tin ngày hôm nay tại đây. Kính chúc quý vị một buổi tối ấm cúng. Xin chào và xin hẹn.